Sáng ngày 10 tháng 7, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống dịch COVID-19 trên toàn quốc. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu các tỉnh, thành phố, các quân khu. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, các bộ, ngành trung ương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Hà Nội. Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh, tham dự có ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh. Theo Bộ Y tế, chiến dịch được triển khai ngay từ tháng 7 này với khoảng 8,7 triệu liều vaccine COVID-19 được tiếp nhận. Hơn 18.000 điểm tiêm trên cả nước, bao gồm tiêm chủng lưu động, sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19. Chiến dịch diễn ra từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022 với mục tiêu 150 triệu liều để tiêm cho người dân Việt Nam, hướng đến mục tiêu có 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm trong năm 2021 và đến quý 1 năm 2022, 70% dân số được tiêm vaccine. Vaccine sẽ được đưa đến tận cấp huyện để tiêm chủng với phương châm tiêm tới đâu, an toàn tới đó, nguyên tắc an toàn thận trọng, thực hiện từng bước, tăng cường tối đa độ bao phủ. Tiêm chủng vaccine là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chiến dịch này nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh, duy trì sự phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Chiến dịch được thực hiện với định hướng không ai bị bỏ lại phía sau trong dịch bệnh, mọi người dân đều được tiếp cận với vaccine. Khẳng định, vaccine là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần tập trung nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, sản xuất trong nước nhằm đáp ứng tiêm chủng miễn phí cho nhân dân. Việc ủng hộ quỹ vaccine của Việt Nam thu được trên 8.000 tỷ đồng cho thấy sự đồng lòng chống dịch. Thủ tướng Chính phủ đề nghị để chiến dịch đạt hiệu quả, các ngành địa phương cần tổ chức điều phối thật tốt, tổ chức tiêm khoa học đúng quy trình, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, bảo quản, phân phối kịp thời, đồng thời đẩy mạnh sản xuất trong nước để đảm bảo công tác tiêm chủng, đạt mục tiêu miễn nhiễm trong cộng đồng hàng năm. Thủ tướng cũng kêu gọi sự đồng lòng đoàn kết, ủng hộ trách nhiệm cộng đồng của nhân dân để chiến thắng dịch bệnh. Tuy đã được tiêm chủng, nhưng nhân dân cần nghiêm túc thực hiện các chỉ dẫn của cơ quan chuyên môn để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Thủ tướng cũng cảm ơn các lực lượng tuyến đầu và mong các lực lượng tiếp tục giữ vững khí phách, trách nhiệm, làm tốt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch, nhất là góp phần làm cho chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc được thành công.